Ngày 20 tháng 9 năm 2021, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế nghiên cứu kiến nghị hai phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, để có phương án tổ chức thực hiện cho phù hợp. Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm đề xuất hai phương pháp điều trị mới mà thế giới đã áp dụng thành công. Thứ nhất là phương pháp truyền huyết tương có chứa kháng thể chống SARS-CoV-2 của những người mắc bệnh đã hồi phục cho các bệnh nhân có nguy cơ chuyển nặng. Đây là phương pháp không mới, nhiều nơi trên thế giới đã áp dụng phương pháp này và góp phần giảm tỷ lệ tử vong. Thu huyết tương từ người cho tặng về nguyên tắc giống như nhận máu từ những người hiến máu. Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm cho rằng phương pháp này dễ thực hiện, chi phí thấp. Bộ Y tế nên chỉ đạo Bệnh viện Huyết học TP.HCM và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương sớm lập ngân hàng huyết tương có kháng thể chống virus để sử dụng cho người bệnh có nguy cơ cao. Phương pháp thứ hai là truyền tế bào gốc trung mô từ dây rốn sớm cho các bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp để ngăn chặn cơn bão cytokine, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở bệnh nhân suy hô hấp. Theo giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, phương pháp này đã được sử dụng cho suy hô hấp do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đối với các bệnh nhân COVID-19, một số nghiên cứu cho thấy truyền tế bào gốc có thể làm tăng tỷ lệ sống gấp 2,5 lần so với nhóm không truyền. Theo ông Liêm, hiện nay Việt Nam đã làm chủ công nghệ sản xuất tế bào gốc trung mô với số lượng lớn. Nếu được nghiên cứu triển khai, sẽ là một phương pháp hứa hẹn góp phần giảm thấp tỷ lệ tử vong. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.